Mini Việt Nam xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Mini Việt Nam xin trả lời cái câu hỏi mà quý vị thắc mắc trên cái kênh Mini Việt Nam rằng là trường hợp nào thì phải cách ly 14 ngày và trường hợp nào thì sẽ chỉ cách ly 5 ngày thôi. Căn cứ vào cái kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh tại cái cuộc họp về việc cho phép mở lại các cái chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và một số đối tác, thì trong đó thì chúng ta dự kiến sẽ mở tới 6 cái đối tác để bàn, đó là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Lào và Campuchia. Thì trong 6 cái nước trên thì chúng ta cũng phân rõ những cái đối tượng và những cái điều kiện nhập cảnh về Việt Nam trên các chuyến bay này như sau. Thì trong cái kết luận này thì chúng ta đã phân ra rất là rõ những cái đối tượng khi mà nhập cảnh về Việt Nam. Và trong đó có hai nhóm đối tượng lớn. Cái nhóm thứ nhất đó là cái đối tượng mà trong phạm vi mà chúng ta bay từ 6 cái nước trong khu vực mà chúng ta đã đưa ra kế hoạch. Và cái nhóm đối tượng thứ hai đó là những nhóm đối tượng đó là quá cảnh. Ở đây thì hôm nay Mini Việt Nam xin phân tích về cái vấn đề mà cái đối tượng mà chúng ta bay từ 6 cái nước trong khu vực của chúng ta về Việt Nam. Thì trong quy định này thì những đối tượng nào sẽ phải cách ly 14 ngày và có những trường hợp đặc biệt nào thì chỉ cách ly 5 ngày mà thôi. Thì trong cái nhóm đối tượng mà trở về từ 6 nước trong khu vực á, thì chúng ta lại chia ra làm 3 cái nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất đó là đối với những cái người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân. Cái nhóm thứ hai chúng ta phân ra đó là cái nhóm đối tượng đó là đối với những người nước ngoài là chuyên gia, là nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân, người nước ngoài của công dân Việt Nam. Và cái thứ ba đó là đối với người Việt Nam. Đó, thì chúng ta chia nhỏ ra ba cái đối tượng trong cái nhóm mà từ 6 nước trở về. Thì trong ba cái đối tượng này á, thì nó có ba cái mục yêu cầu chung. Đó là thứ nhất là phải có giấy xác nhận real-time PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay, trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này. Cái quy định thứ hai đó là được xét nghiệm PCR ngay khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly. Tuy nhiên ở cái mục thứ ba thì nó có cái điểm khác nhau. Cái mục thứ ba là cái mục đó là cái nơi cách ly. Thì cái nơi cách ly của ba cái đối tượng này cũng khác nhau. Nếu như là đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân á, thì cái địa điểm cách ly thì là được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định. Còn đối với những cái nhóm đối tượng thứ hai đó là người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên quốc tế, thân nhân nước ngoài của công dân Việt Nam, thì cái nơi được cách ly thì là được cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc là khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định. Còn đối tượng thứ ba đó là đối với người Việt Nam á, thì cái cơ sở cách ly thì chính là cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định. Như vậy thì đối với ba cái đối tượng mà chúng ta trở về trong 6 cái nước khu vực đó thì nó chỉ khác nhau ở điểm C thôi, đó là cái khu vực cách ly. Nếu như người đó là cái nhà ngoại giao, nhà công vụ thì sẽ được cách ly tại nhà công vụ, hoặc là cũng có thể lựa chọn những cái cơ sở cách ly khác là khách sạn và các cơ sở lưu trú khác. Còn đối với các chuyên gia nhà đầu tư, tức là người tới để làm ăn kinh tế tại Việt Nam hoặc là có cái công ty doanh nghiệp của mình quản lý ở Việt Nam thì lại được cách ly. Lựa chọn đó là được cách ly, một là chọn ở tại ngay nhà máy và trụ sở doanh nghiệp, hoặc là cũng có thể chọn là ở khách sạn hoặc là cơ sở lưu trú khác. Còn đối với người Việt Nam mà về nước từ 6 cái nước trên á, thì lại được quyền lựa chọn, đó là một là chọn cách ly tập trung cho quân đội quản lý, hoặc là tại khách sạn hoặc là cái cơ sở lưu trú theo quy định. Đó thì những cái khác nhau trong ba cái đối tượng mà nó chỉ có thấy rõ ràng nhất đó là ở cái mục C, cái điểm C, cái điểm thứ ba thôi. Đó là khác nhau thì nó thể hiện rất rõ ở cái nơi cách ly. Đó, thì tùy những đối tượng đó thì họ có quyền lựa chọn cho mình những cái nơi cách ly tập trung hoặc là những cái nơi cách ly là khách sạn hoặc là cơ sở lưu trú theo quy định. Và ngay sau khi xuống máy bay thì chúng ta đã được phân luồng đối tượng, thì tùy đối tượng chúng ta thuộc những cái nhóm nào thì chúng ta có quyền lựa chọn ở những cái nơi cách ly tập trung, một là cái nơi cách ly tập trung do quân đội, hai là nơi cách ly tập trung tại nhà máy xí nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, ba là cái nơi cách ly tại nhà công vụ của cơ quan. Nếu như chúng ta không chọn những cái nơi cách ly tập trung như vậy á, thì chúng ta có quyền lựa chọn những cái nơi cách ly tập trung, đó là khách sạn và cái cơ sở lưu trú theo quy định. Và khi mà chúng ta về được cái địa điểm cách ly tập trung như vậy á, thì sẽ có bên nhân viên y tế, họ sẽ tới để mà xét nghiệm PCR cho chúng ta. Và trong trường hợp nếu như chúng ta là người trở về từ 6 cái nước ở trong khu vực á, và chúng ta có cái kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính thì sẽ được xem xét rút ngắn thời gian cách ly xuống còn khoảng 5 ngày. Và sau khi cái thời gian mà chúng ta được rút ngắn xuống còn 5 ngày á, thì chúng ta sẽ được phép về tự cách ly và theo dõi giám sát y tế tại nhà,
hoặc là những cái trụ sở doanh nghiệp, các cơ quan. Đó thì trên đây là những cái điểm khác biệt khi mà quý vị thắc mắc là tại sao lúc nào thì sẽ phải cách ly 14 ngày, lúc nào thì phải cách ly dưới 5 ngày. Thì Mini và em xin nhấn mạnh lại một lần nữa, tất cả các trường hợp khi mà về Việt Nam thì đều phải cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Còn đối với những trường hợp và đối tượng mà thuộc cái nhóm trở về từ 6 nước trong khu vực, nếu như trong thời gian cách ly mà chúng ta, nếu như chúng ta xét nghiệm PCR 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 á, thì chúng ta sẽ được rút ngắn cái thời gian cách ly. Còn đối với những quý vị mà quá cảnh từ cái nước thứ ba trở về Việt Nam á, thì chúng ta có thể rút ngắn được cái thời gian cách ly 5 ngày hay không, thì ở trong cái quy định này cũng có nói, có nhắc tới. Nhưng mà cái yêu cầu thì lại không giống như nhóm đối tượng trên, đó là phải có kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính. Mà cái yêu cầu đó là chỉ dành cho những cái trường hợp đặc biệt và phải có cái sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền. Cho nên là cái việc mà chúng ta muốn rút ngắn cách ly xuống còn 5 ngày đối với cái đối tượng mà quá cảnh từ nước thứ ba trở về thì điều kiện nó khắt khe và khó khăn hơn rất nhiều. Đó thì Mini Việt Nam xin thông tin lại cho quý vị biết.